sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, trong lễ tiếp nhận hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, số 55 đường Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Cao, quận 1, Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm góp phần chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19. Đại diện đơn vị trao tặng có Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật ngày nay, các Phật tử Giác Thanh Nhã, Ngộ Mi Hồng, Giác Dân Anh, Nguyên Phúc, đồng Phó Chủ tịch Quỹ. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nhận 100 tấn gạo và 100 tấn khoai, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư tăng và Phật tử Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay cũng như quý mạnh thường quân gần xa. Sau lễ tiếp nhận, toàn bộ số gạo và khoai trên sẽ được phân bổ để kịp thời hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn thành phố. Thay mặt Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ mong muốn với những hành động thiết thực chung tay tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã phần nào kịp thời hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng chống dịch và động viên người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng phát triển cuộc sống gia đình, tạo dựng sự bình an, phúc lạc cho xã hội. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Các trang thiết bị vật tư y tế được tặng bao gồm 8 máy tạo oxy, 200 máy đo nhịp tim SPO2, 1.000 phần thuốc cho bệnh nhân F0, 5.000 khẩu trang N95, 5.000 khẩu trang y tế, 200 chai nước rửa tay và 30 thùng sữa ngũ cốc. Thay mặt Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng mong rằng với sự hỗ trợ này, các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân F0 sẽ được tiếp thêm năng lượng để chiến thắng đại dịch. Đại diện chính quyền, ông Đào Gia Dượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã tiếp nhận, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chư tăng cùng quý Phật tử Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã gửi tặng các trang thiết bị y tế và xin hứa sẽ sử dụng các trang thiết bị này một cách thiết thực nhất, góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại thành phố.